Cao tốc Liên Khương Pren, tỉnh Lâm Đồng, dài 19,2 km nối cảng hàng không quốc tế Liên Khương sân bay lớn nhất Tây Nguyên với chân đèo Pren cửa ngõ thành phố Đà Lạt. Tuyến đường được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 29 tháng 6 năm 2008, tổng vốn xây dựng trên 933 tỷ đồng. Đây hiện là cao tốc duy nhất ở tỉnh Lâm Đồng và rẻ nhất cả nước xét về tổng mức đầu tư. Theo thiết kế, tuyến cao tốc này thuộc đường cao tốc loại B, tốc độ 80 km/h, nền đường 25,5 đến 52 m, tùy đoạn, mặt đường rộng 15 m, đáp ứng 4 làn xe chạy 2 chiều. Hai bên đường là dải đất trồng hoa, cây xanh rộng 2 đến 4 m chạy suốt. Vào tháng 2 năm 2023, đèo Pren chính thức được đóng hai đầu nhằm phục vụ công tác nâng cấp. Mặt đường sau khi nâng cấp sẽ rộng 14 m, gấp đôi mặt đường hiện hữu, nối thẳng vào cao tốc Liên Khương Pren, giúp cửa ngõ Đà Lạt thông suốt. Dự án do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 552 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đèo Pren được xem là một nút thắt giao thông của thành phố Đà Lạt. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khi đèo Pren mở rộng, cùng với hai tuyến đường dự phòng, đèo Mimosa, đường đèo Tuyền Lâm đã hoạt động thì Đà Lạt và vùng lân cận như Đức Trọng, Đơn Dương và xa hơn là Đồng Nai, TP, Hồ Chí Minh được kết nối liền mạch thúc đẩy kinh tế phát triển. Ngoài ra, dọc hai bên cao tốc xuất hiện nhiều điểm người dân đấu nối, bỏ giải phân cách để di chuyển, nguy cơ tai nạn giao thông cao. Vì vậy, đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải xem xét đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát, đơn vị quản lý vận hành cao tốc Liên Khương Pren, về việc lập hồ sơ nghiên cứu khả thi để đầu tư thêm 10,1 km đường gom dân sinh thuộc phần vốn BOT dọc tuyến cao tốc Liên Khương Pren.